Con trai tôi là nó đang làm nghề stylist văn ngôn, từ lúc nhỏ thì nó đã có một cái năng khiếu về cái kiểu như thiết kế rồi, hay sưu tầm hay là coi những cái mẫu quần áo. Khi nó lớn dần lên thì càng ngày nó càng bộc lộ cái niềm đam mê thiết kế của nó nhiều hơn. Văn ngôn cao ráo, gương mặt nó có một cái vẻ lạnh lùng mà nó kiểu mà tôi nói về là cu nhầu á. Trong gia đình đó thì Văn Ngôn là một đứa con trai ngoan, nó hay tâm sự cởi mở với ba. Nói chung là từ lúc mà nó bắt đầu đi học và ra trường rồi đó, bắt đầu trong cái tư duy nó là khá là chững chạc, có một chút gọi là biết dành dụm, biết tích góp, coi như là làm kiếm tiền được tích góp vậy đó. Rồi mua được miếng đất, rồi xong đó là có lời bán lại, coi như là cũng có một cái tư duy là biết kinh doanh. Văn Ngôn cũng trải qua hai mối tình rồi, nhưng mà có lẽ là nó còn trẻ quá, chưa chững chạc, cho nên là khi mà đến với nhau thì có những cái sự bất đồng quan điểm, rồi cãi vã, rồi rốt cuộc thì chia tay. Đến với chương trình này thì hy vọng rằng tụi con sẽ đến được với nhau. Con gái à, bình minh của thế giới chính là mặt trời ló dạng, còn bình minh của Văn Ngôn chính là con đó. Anh cho tôi xin hỏi ạ, thực tế cuộc sống của cháu tự lo cho bản thân, và nếu như có vợ có con có thể lo cho cuộc sống của vợ con nữa không ạ? Đối với cháu thì bây giờ cháu sống tự lập rồi, coi như là cha mẹ không có cần phải quan tâm hay là cung cấp gì hết, toàn bộ là cháu tự lo hết. Còn vấn đề mà dành thời gian thì bất cứ ai cũng vậy, khi mà chưa có gia đình thì sẽ dành hết thời gian để lo công việc, nhưng mà khi có gia đình rồi thì tự biết sắp xếp thời gian dành cho vợ. Cháu có một câu hỏi ạ, bạn ấy có yêu cầu cao về mẫu người bạn gái trong tương lai không ạ? Đối với Văn Ngôn thì không có một cái tiêu chuẩn nào là cao hết, rất bình thường, rất bình dị, một người con gái đàng hoàng, cũng không cần quá đẹp, nhưng mà phải trau chuốt chỉnh chu, phải chân thành, tình cảm. Hãy cùng chào đón Trần Văn Ngôn tại sân khấu này. Thời gian bắt đầu. Cái mẫu người bạn gái lý tưởng của anh là như thế nào ạ? Thực ra thì anh chưa có mẫu người lý tưởng cho riêng mình. Chỉ cần hai người hợp với nhau là có thể đồng cảm với nhau thì được. Không cần phải lúc nào cũng gọi điện, nhắn tin, vì cả hai đều là bận công việc, học tập. Mỗi khi xong việc có thể gọi điện FaceTime gì đấy, quan tâm nhau. Đều thật lòng với nhau là được. Anh có định hướng gì về trong tương lai không ạ? Anh định hướng rất là nhiều công việc trong tương lai. Thì bây giờ anh đang duy trì bên stylist và mẫu ảnh, và đồng thời anh có kinh doanh bên tư vấn bất động sản ấy, và anh có kinh doanh custom sneaker ấy, có một số chi nhánh ở đây. Trong tình yêu, nếu như anh là một bạn nữ thì anh có chọn anh không và tại sao ạ? Anh nghĩ là cái ấy phải tùy vào bạn nữ ấy thôi, chứ anh không thể quyết định được. Tại vì anh hiểu anh nhất mà. Tất nhiên anh muốn được chọn rồi, tại vì khi yêu thì anh sẽ dành hết cả cái con tim này cho người mình yêu. Mọi sự buồn phiền kiểu thì chúng ta có thể chia sẻ cho nhau để cùng đồng cảm cho nhau và có một mối tình yêu thật là hạnh phúc và lâu dài. Cảm ơn anh. Nhưng mà cho anh hỏi, tại vì sao em không chọn chàng trai còn lại, đó là Trần Văn Ngôn, chỉ hơn chàng này một tuổi, thậm chí là có công việc, có ổn định hơn và suy nghĩ cũng hơi chín chắn hơn chàng này, tại vì sao? Tại vì thật ra đối với em thì cái ấn tượng ban đầu rất là quan trọng ạ. Lúc bạn em mới đi từ trong ra thì bạn đã chỉ lo màu sáng và vút áo. Lo tỏa sáng tỏa là sáng lo. Còn bạn này thì bạn ấy rất là ấm áp, em cảm nhận được. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp,
mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.